Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Lô hôm nay em lên cho anh em ngắn gọn 14 con, gồm 12 con máy cần thẳng và 2 con ba đô lưng nha anh em. Hôm nay có Tanaka đeo lưng khá là đẹp luôn ha. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917 41 40 42 ha. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nha. Thì ngoài bao ship ra thì em còn tặng kèm 6 món cho mình ha. Rồi hình thức bán bên em là do là không có lấy cọc, cho nên anh em là chốt hàng anh em nhớ xem kỹ coi nó có phù hợp với mình không thì anh em hãy chốt. Hoặc là anh em chưa có hiểu, chưa có biết, còn rắn đương suy nghĩ chuyện gì đó đó thì anh em cứ gọi trực tiếp bên cửa hàng của em, cửa hàng của em sẽ tư vấn cho mình. Hôm nay có một con máy cô đề nha anh em, con cuối cùng con F14 ha. Rồi anh em nào nhớ muốn ví dụ như thích con này thì anh em nhớ xả tới con đó anh em coi, không cần phải coi từ đầu tới cuối chỉ mất thời gian. Thì anh em nhớ ký hiệu của ngày hôm nay là chữ F nha anh em. Rồi anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like của clip ha. Rảnh tay thì anh em nhớ share qua Zalo hoặc Facebook gì đó ha anh em, nặng cho bạn bè mình có thể xem được clip ha. Rồi con đầu tiên là con F1 nha anh em. Con này nòng 30 ly ha, 20cc, chụp giật trợ lực lớn có giới thiệu cho mình luôn ha. Chạy chế một kim, quanh gồ, tum liền, tum nhôm, công tắc nằm phía sau đây ha anh em. Gạt lên là mở, còn anh em đẩy xuống là tắt, anh em lưu ý cái chỗ công tắc này giùm em nha. Rồi, ga giữ, tay đôi, láp, đầu bò, rin, trong lốc của con này thằng này là có made in Japan nha anh em. Đây ha, anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận đây, made in Japan cho mình đây ha. Rồi, Magu mà hôm nay trợ lực mà chỉ có 1.2 thôi là giá quá bèo luôn nha anh em. Nòng 30 ly 20cc, F1 giá 1.2 ha. F2 là con beo. Này chứ FF nghe giống mấy ông bị nhiễm Covid quá. Thì buổi giờ nghe F1, F2 nguy hiểm quá anh em ơi. Bởi vì lên chữ F cũng ớn quá. Con này đồng 32 ly nha, 23cc, chạy chế 2 kim ha. Bình xăng là zin nguyên bản nha anh em. Đây, tum liền, tum nhựa nha. Con này thì cái hiện tại là tay đơn, thì anh em chốt thì em sẽ đổi qua cho anh em thành tay đôi, cho anh em dễ xài như thằng này nè. Chứ để tay đơn xài không quen nó mỏi lắm luôn. Láp đầu bò là zin nguyên bản nha anh em. Anh em cắt cỏ gia đình thì lấy con này cũng khá là ngon ha. Đập cước thì cũng được, đập cước thì anh em đập cước cỏ nhỏ thôi, còn anh em cắt cỏ cứng như cây sậy cỏ dâu này kia đó thì anh em cắt lưỡi giùm em, cắt bằng lưỡi dẹp á là cũng cắt được luôn nha anh em ha. F2 này kêu giá cũng 1.2. F3 là con Nativo nha. Dòng này thì tiếng máy lúc nào cũng khá là bốc hết ha anh em. Nòng 30 ly 20cc. Con này chụp giật thì nó có lò sóng nha anh em, nó hỗ trợ giật cho mình nè. Bình xăng cũng là zin nguyên bản nè, chạy chế 2 kim, tum liền, tum nhựa. Rồi con này thì nó xài ga giữ, tay đôi, công tắc trên như đông cho mình luôn ha, công tắc ắn nè. Láp đầu bò là zin nguyên bản cho mình luôn nha. Nha, con này khá là nhẹ anh em, nặng khoảng 4kg thôi. Thì giống như con F1 với F2 thì anh em mình cắt cước cũng được, còn anh em nào mà cắt cỏ cứng thì anh em cắt bằng lưỡi giùm em ha, cũng được luôn nha. F3 này giá 1.2 ha. F4 là con Tanaka 2 chống nha anh em. Rồi, nòng là 30 ly. 321cc nha anh em ha. Chạy chế le đỏ tự động, quanh gồ một kim nha anh em. Anh em chỉ cần đóng e, mình lên ra là tự động e nó nhảy về cho mình ha. Có cái chân bảo vệ bình xăng lớn nè, bởi vì người ta gọi là Tanaka 2 chống. Tum liền, tum nhựa ha. Công tắc đây ha anh em. Rồi, con này thì nó xài ga giữ, tay đôi tay zin luôn nha. Láp đầu bò là zin nè. Con này là zin nguyên cây cho mình luôn. Được cái quanh gồ một kim mà le đỏ tự động nữa thì khá là tiện lợi cho mình luôn ha. Rồi, F4 này giá 1.350, nặng cũng có 4kg thôi nha anh em. F5 là con Genos Komatsu nha.
Rồi, nồng là 32 ly ha, 23cc. Chụp giật lúc nào cũng là chạy lực hết ha anh em. Dòng này chạy bu ghi đứng nha. Bình xăng là ghi nguyên bản nè. Chạy chế máy cưa ha. Tum liền, tum nhựa nha anh em. Đây phía sau nó dập chữ Zenoth nè. Có dán cái tem Zenoth nè. Còn bên hông thì là có cái tem ký hiệu của nó nè ha. Xài là xài ga giữ nha anh em. Đây, công tắc thì công tắc tự động nha. Khi mà anh em bấm stop nè, đó anh em buông ga là tự động nó trả về cho mình luôn. Cực kỳ tiện lợi luôn. Tay đôi ha. Láp đầu bò là zin nguyên bản nha anh em. Rồi F5 giá 1,4 triệu ha. Rồi tiếp theo là con F6 nha anh em. Rồi con này nồng thì cũng là 30 ly 20cc, nặng 4kg thôi ha. Con này được giật nó giật nó nhẹ nha anh em. Giật cực kỳ nhẹ luôn. Chạy chế một kim quanh gồ. Tuy nó không có trợ lực nhưng mà giật nó nhẹ, nó ngộn vậy đó. Thằng này lúc nào cũng vậy hết anh em. Máy gọn nhẹ mà giật cũng nhẹ luôn. Tum liền tum nhựa ha. Công tắc đây, nem mắng vô là tắt rồi. Rồi ốp zin nha anh em. Đây Zenoth của mình nè. Ốp zin nguyên bản của nó luôn. Ga giữ ha. Tay đôi. Láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản theo máy luôn nha. Ha, khá là gọn nhẹ luôn nha anh em và cực kỳ đẹp luôn. Áo nó còn nguyên zin nguyên bản nha. Rồi F6 này giá 1,4 triệu. F7. Rồi, con này là con Echo Kiwit nha anh em. Nồng là 34 ly, 26cc. Con này là ba lô đeo lưng nha anh em. Nó đeo hai bên đó. Anh nào mà đi đồi đi núi đó thì quải này cho nó khỏe. Chạy chế zin theo máy nha. Bình xăng thì còn trắng tươi luôn nè. Rồi, đặc biệt là tum gời tum nhôm ha. Echo 260. Con này thì bên hông nó có cái tem dán ký hiệu nha anh em. Đây ha, có số series cho mình luôn nè. Rồi, ga, tai, công tắc, chắn cỏ, đầu bò, láp đầy đủ nguyên bản hết luôn nha. Zin nguyên cây cho mình luôn. 34 ly, 26cc, tum gời tum nhôm ha. F7 này giá 1,8 triệu. F8 là con Tanaka. Con này đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi, con này nồng là 35 ly nha anh em, 27cc nha. Con này là, cũng là chụp giật nó có lò sóng nha, giật cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Đây chụp giật nó còn chữ Made in Japan cho mình luôn nè. Chạy chế hai kim ha anh em. Dòng này là dòng máy bình xăng trên nha. À, bình xăng nằm ở trên, nhưng mà đúng ra thì nó hút ở dưới, nó hút ngược lên ha, giống như là cái này người ta đổ anh em, ta độ là cứ như cho bình xăng nằm phía trên vậy nè. Nhưng mà nó là chạy chế quanh gồ hai kim. Bình xăng dưới đó thì nói chung nó là lạ vậy đó anh em, bình xăng nằm phía trên nhưng mà đúng nguyên bản đó là phải là bình xăng dưới nó hút ngược lên. Đây anh em thấy cái đường dây nè, đó này em nói cặn kẽ cho anh em hiểu nha ha. Rồi con này là tum gời tum nhôm luôn nha. Đây cái này hiếu con ngốc rồi, nó bắt vô sau anh em. Tanaka chập, Tanaka chập nổi mình luôn đây ha. Rồi con này là công tắc ở trên láp, ga, tai, chắn cỏ, đầu bò đầy đủ ghi nguyên bản nha. Con này cộng dây đeo ghi của nó luôn nè. Đây cái phần lưng thì cũng là Tanaka cũng đó luôn, nguyên bản hết luôn nha anh em. Rồi em nói lại với anh em là con này là bình xăng dưới nha, do người ta thiết kế là bình xăng đeo trên. Đây anh em thấy cái đường dây nó chạy nè, nó hút lên nè ha, anh em lưu ý nha. F8 này giá 2,2 triệu nha. Tiếp theo là con F9 ha. F9 là con Mitsubishi TL20. Rồi, con này nồng là 30 ly, 20cc nha anh em. Đặc biệt 30 ly mà chạy chế hai kim quanh gồ, quất thêm cái le đỏ tự động nữa. Thì con này anh em đổ xăng mà chạy từ sáng tới chiều gì nào mệt thì nghỉ nha anh em. Ha. TL201 là chụp giật nó có trợ lực. Đây ha anh em. Rồi bên hông đây nó còn cái modem cho mình nè. TL201 nha, có số series luôn.
201 thì nó sẽ xịn sò hơn là 20. Tại vì cái tem thằng này nó mắc cho nên em dán đỡ của TL20 thôi. Chứ bên hông là nó còn cái modem cho mình luôn nha. TL201 á là chụp giật nó có trợ lực, là nó xịn hơn TL20. TL20 không á thì nó không có trợ lực. Hay là cái xịn sò của thằng 201. Mà con này nó quất thêm là chế hai kim le đỏ tự động nữa anh em. Mà hôm nay giá chỉ có 1.500 thôi là phải gọi là cực kỳ bèo luôn rồi đó. Tâm liền tâm nhựa nha. Rồi con này hiện tại là tay đơn ha, thì em sẽ đổi qua thành tay đôi cho anh em cho nó dễ xài nha. Láp đầu bò là zin nguyên bản nè. Trong lốc thì nó có dập vách in cho băng luôn. Đây ha, chữ chào bá luôn nha anh em. Rồi con này là zin nguyên cây cho mình luôn, Mitsubishi TL201 ha. F9 thì giá 1.500. F10 là con cơm Matsu. Rồi, con này nòng 32 ly ha anh em, 23cc. Dòng Komatsu này được biết tới là một cái dòng máy chạy cực kỳ bền luôn anh em, cực kỳ bền bỉ luôn. Chạy chế zin theo máy nha. Bình xăng là zin nguyên bản nè. Tum liền, tum nhôm ha. Rồi, công tắc là bên hông đây nha anh em. Anh em ấn rồi tắt nè, anh em nhớ cái chỗ này tại vì nó làm cực kỳ gọn luôn á. Giống như nó giấu công tắc luôn anh em. Nhìn nhiều khi anh em không lý là anh em không thấy luôn á. Rồi, con này là ga giữ. Tay là tay đôi ha. Láp trắng cỏ, đầu bò là zin nguyên bản nha. Em nó gắn nó gọn nhưng mà đầy đủ chi tiết máy hết cho anh em mình luôn. Công suất máy nè, giá nè, chạy chế gì, tum gì, tai, nó là đầy đủ hết cho mình luôn. Nó ngắn gọn nhưng mà đầy đủ xúc tích ha. Rồi con F10 này giá 1.500 nha. F11 con này cũng là dòng cơm Matsu luôn ha. Rồi con này nòng 32 ly nhưng mà nó tới 24cc là nghe anh em. Anh em lưu ý giùm em ha. Chụp giật trợ lực lớn có dây thiều cho mình nè. Bình xăng là zin nguyên bản nha. Ha, chạy chế một kim, one go zin của nó luôn. Đặc biệt là tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. Ha. Đó, tum gời thì con này là anh em có thể gắn cái xịt thuốc được luôn. Ga giữ ha. Công tắc trên ghi đông mà công tắc là công tắc tự động nha. Khi mà anh em bấm tắt nè là tự động nó chảy về mở cho mình luôn. Cực kỳ tiện lợi luôn nha anh em đây. Em buông rồi nè là tự động nó chảy về luôn. Tay đầu ha, láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản nha. Con này là zin nguyên cây cho mình luôn nha anh em. Chụp giật trợ lực mà tum gời nữa, mà giá chỉ có 1.500 thôi ha. Rồi F11 giá 1.500. F12 là con Shindewa ha anh em. Bởi vì thương hiệu Shindewa lúc nào anh em, lúc nào anh em cũng thích là gì đó. Tiếng máy cực kỳ bốc luôn nha, nghe cực kỳ sướng luôn. Con này nòng 32 ly, 23cc. Con này tại sao 1.550? Do nó chạy chế hai kim quanh gồ zin của nguyên bản luôn nha anh em. Nguyên bản của Nhật luôn á, chế zin của Nhật nha. Ha. Bởi vì con này nó giá nó 1.550 là nằm chỗ cái chế nè. Cái chế này không là hết 400 ngàn rồi đó. Ha. Con này là tum liền, tum nhôm nha. Đây, thông số máy nè, 232 nha anh em. Rồi hay còn gọi là Shindewa 3 số đó. Rồi con này nó xài ga giữ, tay đôi ha, cùng zin luôn nè, nước sơn còn nguyên bản luôn. Láp trắng cỏ đầu bò là zin luôn. Con này là zin nguyên cây cho mình luôn nha anh em ha. F12 này giá 1.550 ngàn. F13 là con Echo Kiwit ha. Rồi con này nòng thì 34 ly, 26cc nha anh em. Chụp giật trợ lực nha, đề mới, gọn, nhẹ, nhỏ, nhắn. Bình xăng zin nguyên bản, chạy cũng là chạy chế zin mà chế hai kim nha anh em. Hai kim quanh gồ đó, chế zin của nó luôn đó. Tum liền, tum nhôm ha. Đây, 260 nha anh em. Thông số của máy thì nằm bên hông đây ha. Đây, 2600, số xe ghi, mắt in và băng đồ đầy đủ cho mình luôn. Công tắc thì nằm trên láp đây ha anh em. Anh em gạt theo hướng tên là tắt nè, gạt ngược lại là mở. Tay là tay đơn ha, thì anh em chốt thì em sẽ đổi thành tay đôi cho mình. Láp đầu bò là zin nguyên bản nha. Rồi con này là zin nguyên cây, tum nhôm luôn ha, trợ lực luôn.
F13 này giá 1,8 triệu. Cuối cùng là con cơm Maxo 2006, con này máy có đề nha anh em. Rồi, nòng là 34 ly, 26cc. Con này nó xịn một cái là chạy chế hay kim zin luôn nha anh em. Ha, xuất sắc luôn nha. Quá thơm luôn. Ha, hai kim thì phải gọi là cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Zin nguyên bản của thằng Nhật về sao là nó vậy luôn á. Tum gầy, tum nhôm cho mình luôn nè. Đó, anh em mình có thể tháo ra mình chế cháo nè. Đó, mà con này nó có cái bộ đề rồi thì anh em chỉ cần lấy cái bộ đề này ra. Nếu anh em chế nha, anh em lấy cái đầu máy, anh em lấy thêm bộ đề nữa là anh em có thể chế qua xe cũng được nè, hoặc là em chạy xuồng cũng được, xuồng thì anh em có thể đề được luôn ha. Anh em giờ ấn cái nè, giữa nè, đó là tự động máy nó chạy luôn ha. Chứ giờ khởi động thì chỉ cần một ngón tay thôi đó, quá trời thuận lợi, đơn giản luôn ha anh em, chứ không cần phải giật nặng nề. Khi mà anh em xài lỡ vô tình mà nó hết pin thì anh em cũng có thể giật lại nữa, tại vì cái ổ giật này vẫn còn xài bình thường chứ nó không có hư gì hết. Con này nó thêm, nó thêm một cái là được, cho nó giật nó đề được ha, bởi vì nó cái giá thành nó nhỉnh hơn xíu là nằm ở chỗ bộ đề này nè ha. Zin của Hoàng Nhật nha, bộ máy đề là của Hoàng Nhật hết, chỉ có cục pin là mới của mình ở đây thôi ha. Rồi con này xài là xài ga dữ nha, tay là tay đôi nha, lắp đầu bò là zin nguyên bản nè. Riêng cái con máy có đề á thì con máy cắt cỏ thì em đã tặng 6 món rồi, thêm cái bộ máy có đề thì em sẽ tặng thêm 2 món nữa, là một cục pin và thêm một cục sạc, sạc pin này nè. Khi mà anh em xài nó lỡ có hết pin thì anh em cũng có cục sạc để anh em sạc cục pin này nha, nhắn trên giữa đây. À, đơn giản ha anh em. Rồi con F14 này giá 2,7 triệu nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.